Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng kính chào các bác, hay còn gọi Phương Súp đi, bởi vì hôm nay giới thiệu súp mà. Báo cáo bác là Phương Súp ngày hôm nay đang có giới thiệu các bác một mã súp mới, đó là súp B3 bát 50. Đây là một trong những dòng súp mà có chất âm chỉ đứng sau với lại JBL, nhưng mà số tiền đầu tư với dòng súp này thì nó lại chỉ bằng có một nửa đến 1/3 so với những dòng súp JB hiện có. Các bác hãy cùng ngắm nhìn cái quả súp em đang có đây. Thùng vách của nó quá mới luôn các bạn. Nó đánh qua hai cửa, đây là cửa mặt này, đây là cửa hầm này. Đấy. Thùng gỗ sơn sần cáp. Đấy. Mã của sản phẩm này đó là B3118D, công suất là 500W, đánh ở trở kháng 8 ohm, độ nhạy đạt 100 decibel. Súp hơi B3 bát 50, củ bát của nó đây các bác này, B3 3 củ bát từ 220 côn 100, 8 xương, 8 hay 6 nhỉ, 6 xương. Mã số từ. Đấy. Màng gân sóng. Tạo cái ma sát trong quá trình nó dao động, tạo ra tiếng súp mềm mại, êm ái. Đấy. B3118D. Em thấy rất nhiều bác chơi dòng này rồi và đều khen về dòng B3 này. Tiếng của nó rất là ổn. Với số tiền đầu tư chỉ có 7.500.000 đồng ship tận nơi cho các bác, thì em nghĩ rằng là đây là một trong những mã súp đáng chơi. Nó có thể đặt ở hai cái tư thế. Hiện tại thì có thể các bác đặt theo tư thế nằm, là bốn cái chân của nó được bắn ở phía đằng này. Hoặc là các bác có thể để theo tư thế đứng. Ví dụ như này là đang để tư thế đứng. Thì tùy theo không gian gia đình để các bác lựa chọn được một cái cách đặt súp sao cho nó gọn gàng và xinh xắn nhất. Đấy. Trong một bộ dàn máy thì em nghĩ rằng là dù là loa có hay hay chất, đắt tiền hay rẻ tiền, thì cái việc đầu tư thêm súp đó là một việc không thể thiếu. Trừ trường hợp các bác không có khả năng đầu tư thì chúng ta phải chịu thôi. Chứ còn nếu đã có tiền để mà đầu tư thì em nghĩ rằng là nên đầu tư thêm những quả súp như thế này. Đấy. Quả súp này thì ngày hôm nay em đang test để chuẩn bị đóng gói về mãi vùng cao. Đây gọi là vùng này nè, anh em gọi là bản mường, nhà sàn. Báo cáo bác này, nhà sàn. Thì ông bạn có nhắn tin qua Zalo và sáng nay đã chốt được quả này với giá 7.500.000 đồng. Hiện tại thì súp B3 bát 50 này anh Phương vẫn còn. Bác nào có nhu cầu đầu tư đến dòng súp này thì nhớ alo cho em với số máy 0971998555. Chúng ta sẽ có cơ hội đầu tư đến những quả súp rất là đẹp mắt, đẹp về hình thức hay về chất âm, và giá thành thì cực kỳ hợp lý. Ok, xin cảm ơn các bác rất nhiều và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Còn hàng các bác nhé, cứ sạch sẽ đẹp đẽ như thế này, quay lên cái giới thiệu cái là lên đường ngay. Đấy. Đấy, các bác chơi thì các bác biết rồi, những hàng như thế này nó rất là đẹp, lên đường ngay các bác. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.